Ok, tiếp tục với Laravel, ta có phần thứ tiếp theo là phần route và truyền tham số. Chúng ta sang cái phần tiếp theo này. Đây, phần 2. Phần 2. Route và truyền tham số. Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ mở cái phần. Ta bây giờ muốn thử sử dụng route thì ta vào đâu? Ta vào cái phần đây. Dự án của nó đây. Route đây, đúng không? web.php. Rồi. Thì cái phần này chúng ta sẽ thấy rằng là đây, ta sẽ có route thì ta gọi đến cái trang này, đúng không? Bây giờ ta có cái cách khác mà ta có thể gọi trực tiếp được. Ví dụ như bạn có thể gọi trực tiếp như thế này. Route. Đúng không? Get. Yeah. Giả sử bạn sẽ đây, bạn sẽ ghi là about, đúng không? Thì nó sẽ gọi đến một cái function nào đấy. Có cách là một nó gọi đến controller, hai nếu bạn không có controller thì bạn định nghĩa một cái function như nhỉ? Thì cái function nó sẽ định nghĩa như thế này. Ok, function và cái function đấy. Bạn sẽ ghi là ví dụ như là trang about. Ok, tương tự bạn có thể gọi như thế này, đúng không? Bây giờ không phải bao nữa mà nó là contact chẳng hạn. Đó, thì trang gì? Contact. Ok. Nào bây giờ ta gọi thử. Đây là cái đơn giản nhất. Ta gọi thử này. Ta vẫn trở về cái phần cũ. Đúng không? Bây giờ em gọi thử này. About. Đó. Contact. Ok. Đấy. Như vậy là gọi cả about cả contact thì đều được rồi, đúng không? Thế bây giờ chúng ta mới giả sử như chúng ta sẽ return một cái view. Chúng ta không làm như thế nữa. Chúng ta lại return một cái view để ta truyền tham số thì ta làm như thế nào? Thì bạn có thể làm như thế này. Copy EC cái này. Bạn ghi là tham số. Đúng không? Tham số và cho ta sẽ không function này nữa mà ta sẽ return. Yeah, return view. Đúng không? View ấy, thì cái chúng ta sẽ có phần tham số ở đây. Thì nó được nhận bởi giá trị là một cái mảng có key và value. Yeah. Key của nó, ví dụ như ta có name này. Value là Nguyễn Văn A. Ok, như vậy nó trả về cái view theo gọi là tham số và name là gì? Nguyễn Văn A. Thế cách gọi thì ta gọi như thế nào? Thì chúng ta sẽ gọi là đổi thành test, à đổi thành tham số thôi nhé. Tham số bạn sẽ gọi là tham số đây. Đúng không? Ôi, chà, quick, permission. Không cho gọi kiểu đấy. Local hot. Có lỗi rồi. Không cho gọi kiểu này.
chưa được, chưa được, chúng ta còn thiếu. Bởi vì chúng ta còn có một cái tham số ta chưa tạo đúng không? Copy. Các bạn phải tạo cái view đó, view tham số đã. Ta sẽ vào phần view này, ta duplicate. Copy cái này, duplicate cái này. Copy. Paste cái này. Bạn đổi thành tham số. Đúng không? Đấy. Ok. Rồi ok. Phần tham số thì chúng ta mới bây giờ ta thực hiện này nhá, tham số. Đúng không? Tham số và chúng ta sẽ ghi là H2. Ví dụ thế, đúng không? Xin chào bạn. Khi nhỉ? Hỏi chấm. Chưa? Hỏi chấm, đóng ngoặc. Đây là kịch bản PHP này, nó sẽ bằng gì? Đô la nên chấm phẩy. Ok. Nghĩa là ta gọi cái name này đúng không? Ok, bây giờ ta thử gọi lại. Đấy, như vậy ta sẽ có gọi rồi, thử nhé. Tham số đi. À, vẫn chưa được. Chắc là phần controller ta còn chưa. Như vậy phần view là ok rồi đúng không? Bây giờ ta sang cái phần controller. Controller thì trong cái phần HTTP này. Controller. Xin chào controller. Thế chắc ta phải copy một cái controller nữa đúng không? Chắc là phải gọi tạo thêm một controller nữa để chuyển tham số. Đúng nhỉ? Đây. Xin chào rồi. Web đây rồi, Blade đây rồi. Bây giờ ta còn cái kiểm tra lại một chút cái round này. À, cái view này. View đây rồi, ta có tham số chấm Blade. Rồi ok, tham số rồi. Thì ta gọi này. Xin chào hỏi chấm, chắc có nhận lật PHP. Đúng. Bằng name. Đô la name. Đô la name. Bởi vì ta gọi cái name này mà đúng không? Thì nó gọi là Nguyễn Văn A. Như vậy sang đây ta phải gọi là tham số. Ô, sao lại không cho phép gọi gì? Rồi, kiểm tra lại một chút nhé. Cái phần controller đi. Controller ta copy lại cái controller của nó. À, từ từ. Làm cái này cũng được. Ctrl C. Ta phải tạo một cái controller. Artisan make controller là tham số.
Ok. Thế bây giờ ta mở cái này nha. Thì bây giờ ta return cái như là cái này đúng không? Như là cái xin chào này. Return cái view. Đây là tham số. Bây giờ chúng ta mới chạy tiếp. Bị nào nhỉ? Default name là Laravel. Ghi lại đi tham số này à. Một loạt các cái khác thì ở đây chúng ta dùng cái nó gọi là welcome rồi, xin chào rồi, welcome xin chào. Welcome mà không nghe đúng không? Quick của vấn đề đúng không ạ thầy? Welcome rồi, xin chào rồi. Nó bị lỗi cái gì? Return view. Mà cái view này kiểm tra là controller nhỉ? Rồi tạm thời ta cứ gọi cách này đi. Đây, ta sẽ bỏ cái này đi, ta sửa lại một chút. Thế là ta bỏ cái này. Tham số 1 nhé. Chúng ta sẽ tham số 1 chúng ta sẽ chuyển kiểu khác nhé. Tham số 1 name đi. Ok. Tham số 1 name. Và ta có một cái function. Thì cái function này cũng gọi đến $name. Rồi ok. Đây là name tham số này, còn đây function gọi $name này. Bây giờ ta sẽ gọi đến echo này đi. Rồi. Gọi đến là tên sinh viên là hai chấm nối với đô la của name. Đấy. Thì xem nào, ta có tham số 1 và chuyển tên rồi chứ nào. Rồi, thử nhé.
tên là Nguyễn Văn An. Đấy, tên sinh viên là Nguyễn gì? Nguyễn Văn An. Ok, tên sinh viên là Nguyễn Văn An. Như vậy chúng ta học cách chúng ta chuyển tham số theo cách này nhé. Đây là một cách chúng ta chuyển tham số. Ok. Như vậy là cách chuyển tham số là ta có link này, tên tham số nhé. Và chúng ta gọi như thế này. Rồi ok. Như vậy là ta đã vừa mới học cách là chúng ta sử dụng cách chuyển tham số trong Laravel nhé. Chuyển tham số. Đây là các cái cách row của nó gọi này, gọi theo row này. Và đây là gọi theo gì? Gọi theo tham số. Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ sử dụng cái y câu những cái phần này lên đúng không nhỉ? Ok. Rồi ok, chúng ta dừng ở đây. Đó là cách chúng ta sử dụng chuyển tham số. Như là cái đoạn này nhé. Và cách gọi đây. Tham số 1 và ta chuyển là Trần Văn B vào đây thì ta sẽ gọi đúng Trần Văn B nhé. Rồi ok, ta dừng lại đây.